Xin chào mọi người. Là một tuần đã trôi qua nhanh quá hả chị Hana, để ngồi đây gặp lại mọi người ở tình tự tối thứ tư rồi. Chuẩn bị cho holiday, mọi người có ai chuẩn bị chưa? Tối nay có ai party cho holiday chưa ta? Không biết, có nhiều người coi live ngày nay ai cũng lo nấu ăn nấu uống hết rồi em. Ai cũng nhà chắc lo nấu ăn cho ngày mai hết rồi phải không? À, nấu ăn hả? Cho mùa này là đặc biệt nhắc tới nấu ăn cho này là phải nói tới gà đúng không chị? Gà, thất khi đừng nói gà là chị nhớ, trời ơi khổ lắm. Chị bị cái vụ này hồi mới qua Mỹ, đâu biết ở Việt Nam đâu có thất khi đâu. Dạ. Yeah. Cái chị đi chợ ở bên các tỉnh nó có chợ FGV chứ mà là nó nhiều public rồi đó. Chị cũng đi mua gà, đi chợ thấy trời con gà ở Mỹ nó bự quá vậy. Mà nó sale có 99 cent một pound và mình cũng dắt con gà bự nó, trời em về khoe với mẹ, mẹ con gà Mỹ nó bự dữ sợ luôn, mấy gì Mỹ cũng bự vậy á. Đúng rồi, em lúc em mới qua vậy đi vào thấy cái gì bị cũng nó to đó, trái cây cũng nó bự hơn bình thường nữa. Nhất là ở Việt Nam mà đi ra mua mấy cái bắp cải của mình nó thì nó nhỏ vậy nè. Thì lúc đó em ở bên Chicago nó đi mua bắp cải, không biết là họ trồng, họ bán ở nhà trồng thôi nha, mà nó bự vậy nè, ôm bắp cải mà hết hồn luôn á. Hello Đỗ Anh Khoa. Hello chị Trang. Chắc chị mua con cất kỳ về gì giờ chị khoe với mẹ vậy đó, mẹ ơi con mua được con gà ở Mỹ nó bự lắm, mình chặt mình kho xả kho gừng mình nấu cà ri giúp cũng được mấy bụi luôn á. Cái mẹ cũng đâu biết rồi, hai mẹ con chặt ra sau kho xả, trời ơi dai gì mà nó dai giả mang ăn không được luôn. Không, bây giờ biết là con xuất hiện con gà rừng. Hello chào mọi người. Cũng nhận thức may thời gian qua nhanh nhỉ. Mới đây đó là đang đi về người hai tuần hay ba tuần nữa là Christmas rồi. Bao nhiêu tuần nữa? em muốn suy nghĩ tới Christmas tốn tiền lắm. Chị biết là tới cuối tuần này tới shopping nè, em không biết là chị có đi shopping không, mấy anh chị ở đây có ai chuẩn bị cho party ngày mai rồi chuẩn bị cho shopping cuối tuần này không? Hello chị Thảo. Mấy chị xinh đẹp là mùa này là chuẩn bị đi hốt đồ về rẻ mà. Hello chị Kiều Mai Linh, Teresa, anh chị Trần Anh. Thường thường á, mà sau khi Thanksgiving dinner là chị với mấy cousin của chị rồi mở cái newspaper ra coi cái chỗ nào sale gì cái rồi lên cái lịch là đi chỗ nào, đi shopping ở đâu đầu lên lịch hết luôn á. Hai chị Xuyên Bùi, hai Nhiên Phan. Và lúc này là mình sẽ đợi cho tất cả mọi người vào cho đông đủ rồi bắt đầu mình sẽ nói tới chủ đề hôm nay nhé. Hi Alex, long time no see. Và cái chủ đề hôm nay mọi người nhìn thấy trên màn hình không, là những điều không trong tiệm. Không có nghĩa đây là không nên làm. Và kế theo đó thì mình cũng sẽ có nói về cái những cái lớp học Michael Bladen, cái mà đang hot hiện nay, rất là được nhiều người hưởng ứng. Và cũng giống như là khách hàng họ cũng đang tìm kiếm những cái dịch vụ này rất là nhiều. Thì mình sẽ, đây là hai cái chủ đề chính của cái show ngày hôm nay. Và hiện giờ lúc đầu thì mình sẽ đợi mọi người vào đông đủ. Mấy anh chị vui lòng share video này ra giúp em với chị Trisha. Thì mình sẽ kể mấy cái chuyện vui, những cái chuyện mà diễn ra trong cái tuần rồi trong nhóm của mình cho mọi người nghe trước. Hi Steven, hi chị Anh, hi Xin Bùi. Chào mọi người, nghe rồi Trisha ngoài đọc tên mọi người thì chắc Ngân không có cơ hội để nói đâu. Có Trisha với Ngân có miss tên người nào thì niệm tình tha thứ nha. Hai chị đi làm Vũ, hai Yến Con, Bình Lâm, giúp cho Sở Yên Ngân share cái này ra để cho mọi người cùng chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm ha. Dạ, yeah, happy Thanksgiving chị Nina và tất cả mấy anh chị nha. Hai chị Thùy Linh. Sao không để con thất kỳ sau lưng vậy? Đang nghi viện mà không có cái gì đang nghi viện vậy, đúng là phải. Em sợ mấy anh chị đói bụng. Đúng rồi, em chắc phải để cái con thất kỳ nấu rồi để ngay giữa bàn nha hai chị em mình. Là hai chị em mình không có nói được luôn á, cứ nhìn con thất kỳ hoài là không có nói được đâu. Hello chị Thùy Linh Nguyễn. Chị Thi Linh lên coi show của mình, tiện đây hẳn chị sẽ lên trong phần muốn giữ bí mật cuối tuần không? Dạ, mình sẽ giữ bí mật cuối tuần. Ok, chị Thi Linh ngồi chịu khó cho tụi em giữ bí mật cuối tuần. Những cái gì mà ngon, hấp dẫn mà phải để dành cho cuối. Chào Annie. Annie nói là hello hai chị có kiểu vẽ nào mà đẹp và nhanh để chuẩn bị cho một Christmas hay không? Dạ, đương nhiên là mình sẽ có vào tối, mỗi tối thứ hai, thứ ba thì Nail Zone sẽ là thứ hai, rồi Ngân và chị Trisha là thứ ba để chia sẻ mấy cái mẫu design cho Christmas. Thì bắt đầu từ tuần sau là mình sẽ làm nhiều cái mẫu design hơn.
mình theo mùa vụ lắm, mùa nào mình cũng phải đi theo để mình kiếm tiền theo mùa đó. Mà Ngân chị chú sạc cứ kiếm tiền, chứ Ngân là Ngân không có kiếm tiền. Ngân giờ cứ ngồi đây ngồi vẽ, nhiều khi lên thấy mấy cái hình vẽ trên đó mà ghiền lắm nha. Cố gắng học những cái mẫu nào nhanh dễ để chia sẻ với mấy anh chị. Dạ chứ gì, cái mẫu mà dễ chứ sao biết làm nữa, mà chỉ cho hết còn khó thôi, chịu chịu khó bỏ qua. Hello, I'm Steven. Happy Thanksgiving to Nguyên Duyên, Ngân and Trisha. Dạ, thank you anh. Rồi ở trong nhóm mình bao nghề nail đó, thì tuần rồi có một cái câu chuyện về khách hàng tới tiệm làm nhà sau đó thì không có tiền trả. Thì chị Trisha có thể kể cho mọi người nghe sơ về cái câu chuyện này không, để cho mọi người có thể biết và rút kinh nghiệm luôn. Thì theo như chú sẽ đọc cái tin đó là chị Thảo Ly phải không? Dạ. Thảo Ly có đăng một cái tin rất là có hình ảnh và rất là chi tiết, là ngày hôm đó có hai cô thợ da nâu, Hai nàng tiên hai nàng tiên nâu, hai nàng tiên nâu vào tiệm, và cái sơ lịch của họ đến 380 đồng, mặc đồ thì rất là bình thường, lề xề, nói chung là không có được sang trọng, được thực sự lắm. Thì cái service của họ, họ làm full set, họ làm eyelash, họ làm gel pedicure, nói chung là cái gì mà mắc nhất mà ngon nhất mà họ làm. Thì làm xong một cô bỏ đi, còn cô thì vẫn còn gắn eyelash và sẽ nói là tôi sẽ trả tiền cho bạn của tôi. Và đến khi mà đưa thẻ ra thì thứ nhất là thẻ không có ID, nhưng mà cô prove cái tên trong cái ID, cái thẻ nó match trên cái tên Facebook. Cái đó là chị chủ tiệm vẫn chấp nhận, nhưng theo chị nói là chị nghĩ là không nên, tại vì khi Facebook mình có thể làm cái giả tên giả được. Thì chị chủ không có ID nhưng mà thấy cái match trên như cái Facebook, trên chủ cũng chấp nhận cà thẻ, nhưng mà thẻ cà bị deny là không có tiền trong đó. Thì cái người khách nó mới show với lại cô chủ là trong này bank, trong account của cô nó 4.000 lận. Thì cứ cà tới cô không được thì cổ mới nói để tôi ra xe tôi kiếm một cái thẻ khác. Thì chủ chủ này cùng với ba người thợ đi kèm ra xe. Thì chị chủ có chia sẻ là trong thời gian đó chị rất là niềm nở, cũng vui vẻ, không có tỏ thái độ là khó chịu bực bội để cho cái cô khách tránh trường hợp là phản kháng lại hoặc là làm cái gì đó hại đến mình. Thì bên cạnh đó cô cũng rất là khéo léo là gọi cảnh sát tới để phòng hờ. Thì khi mình gọi cảnh sát tới, nếu như người khách đó có tiền trả cảnh sát đi cũng chẳng sao, nhưng mà khi mà họ không có tiền á, cảnh sát tới lúc người khách vẫn còn đó thì cơ hội mà lấy lại tiền rất là cao. Thì đó là một kinh nghiệm rất là hay. Thì nói chung là câu chuyện nó ngắn gọn lại á, là cảnh sát tới làm report và cái cô khách đó hứa là sẽ trả tiền ngày mai. Thì lằng nhằng làm sao đó mà cuối cùng thì người nhà của cô cũng tới trả phân nửa, hiện tại cô đầu tiên là trả phân nửa. Thì cái chia sẻ đó rất là hay, tại vì mùa lễ này rất là nhiều trường hợp nó xảy ra. Thì chú Sa nhớ cách đây 7 năm thì chú Sa cũng bị một trường hợp như vậy, cũng nhằm ngày lễ Christmas luôn, Christmas Eve luôn. Cô làm mà sách giỏ Louis Vuitton như em, sách giỏ hiệu đàng hoàng rẻ đẹp lắm, vô làm mua cái sơ vịt làm chỉ giá là 178 đồng, làm xong cũng đưa thẻ chị cào hoài không được, không có. Thì bên cạnh cái tiệm chị có cái chỗ em Scott á, họ nói là mày để tao vô nó lấy tiền. Chị nói nếu mà cái thẻ của mày cào đây cũng được, cái thẻ tao thẻ debit cũng được, mà mày ra nào kia mày cào cũng được, thì mày đi đôi kia lấy cũng vậy thôi, thì mày gọi người nhà đi. Thì cổ có giả bộ gọi chồng tới, thì khi mà cái xe đậu trước cửa thì cổ nói chồng tao tới rồi, tao ra tao lấy tiền. Thì khi mà chị vừa mở cửa ra mà chị đang đứng trong quầy không có ra kịp, thì một cái người thợ chạy theo cô đã mất giọt mất rồi. Thì chiều hôm đó là chú Sa là last minute shopping của ngày Christmas Eve thì đi vô mall, hai ngày gặp lại cô ấy. Nhưng mà lúc mà trường hợp mất tiền đó mình cũng bực, tại vì mình là chủ, mình phải tránh cái tiền đó cho thợ, tại cũng ngày lễ bắt thợ chịu cũng tội, người ta thì hụt làm. Thì chú Sa nói mấy chị đừng lo mất tiền, thì em sẽ đền cho tiền đó, tại vì em có thể report claim thuế lấy lại được không sao. Thì chị trước cũng có gọi cảnh sát, cũng làm report có case number. Thì lúc chú Sa vô mall gặp cô ấy á, không ngờ small world nha em, chị gặp lại con nhỏ đó đang shopping, cầm giỏ đồ shopping quá trời luôn, đi với mẹ và đi với chồng, cầm với hai đứa con nữa. Chị mới nói là tôi đã report cảnh sát rồi, bây giờ bạn có cơ hội trả tiền tôi, giờ tôi sẽ cancel cái case, còn không thì họ sẽ tới nhà bạn kiếm bạn, tại cái địa chỉ nó đưa cho chị á, trong cái nhà băng người ta có thể kiếm ra được cái địa chỉ. Chị hứa là thứ hai chồng sẽ đến trả tiền cho chị, lãnh lương không trả tiền cho chị, tại nó shopping hết tiền rồi. Em chưa chưa có chưa hết đâu nha, 3 tháng sau chị gặp nó cây xăng nữa, mà phải cây xăng gần tiệm, nó cây xăng cắt tiệm nó vài mao, công nhận cái nhỏ này cái số này như là số không thoát nổi chị hay sao á. Nhưng mà cái đó chị chú Sài cũng đang có bầu bự lắm, cho nên có gọi ông xã hỏi giờ sao em gặp nó đây giờ sao. Ông xã nói thôi bỏ đi em, có mấy có 100 mấy cũng nguy hiểm thôi, em bỏ đi. Thì chú Sài bấm bụng tức tức lắm, muốn làm cái gì mà không làm được. Thì chị vừa lên xe chuẩn bị đi thì cảnh sát mà chứ cảnh sát được giao thông thôi, pull in.
chị mới ra chị hỏi tôi biết là ông không có làm được cái department này, nhưng mà tôi có trường hợp này, anh nghĩ sao? Thì Hi nói chị ngồi em trong xe đi để Hi vô Hi nói chuyện. Thì Hi vô Hi nói chuyện với cổ, thì cổ đưa cho chị 20, cô nói là bây giờ tôi có 20 để trả trước, rồi ngày mai tôi lãnh lương tôi trả phần còn lại. Cảnh sát nói bây giờ bạn có hai option, một lấy 20 đồng đó và cho cô ấy cơ hội trả tiền, hai là phải gọi lên tòa. Thì chị chọn option lên tòa. Thì cái tiền tòa của tôi phải trả rất là cao, mà tiền phạt của mình cũng rất là cao, cho nên cái đó là trường hợp bị rất là nhiều. Thì theo cái chuyện ngắn gọn là chia sẻ là mình không nên chạy theo khách, là một mình không nó nên nguy hiểm lắm. mình không nên lock họ trong cái tiệm nail của mình, đó là cái illegal. Tại khi mình nhốt họ trong tiệm họ có thể thương mình cái tội bắt cóc, cho nên giống như cái chị Thảo Liên này chia sẻ là vẫn vui vẻ niềm nở, câu giờ và cảnh sát tới thì cảnh sát là 5 phút sau là họ tới liền, như vậy mình sẽ không có bị mất cái tiền của mình mà cũng không có nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa. Thank you chị Oanh Trần. Hai mọi người mới vào nha, nãy giờ em thấy là mấy anh chị vào đây nhiều lắm á. Có chị Thùy Linh nói là nó xui, đúng là chị xui thiệt á, gặp mà gặp tới hai lần là quá xui luôn á. Bỏ tay cái gì đó, bỏ tay. Dạ thì đó là mấy cái chia sẻ mà mình có thể mình rút kinh nghiệm, nhiều khi đúng là mất tiền thì mình giận thiệt, nhưng mà nếu mà mình chạy theo người ta hay là mình làm cho người ta giận lên á, mình gọi cảnh sát trước mặt người ta hay là lót cửa này kia, có thể là làm họ bực tức lên, thì lúc đó sẽ có thể là cái chuyện lớn hơn sẽ xảy ra. Cho nên cố gắng niềm nở, âm thầm gọi cảnh sát hoặc là report, thì từ từ tiền của mình cũng lấy lại, có mất thì mình khai thuế được. Cho chị cảm ơn những người trong này mới vừa khen hai chị em mình đẹp nha, chị Mani Lam and Nguyễn Venka. Cảm ơn nhờ ánh đèn mà nhờ makeup mới tháo ra mấy người bỏ chạy á. No, mình đại diện cho beauty thì mình phải tươm tất để ngồi đây, chứ không mà mình rườm rà mặc đồ ngủ lên show mất công bị mọi người nói sao không. Dạ của con là ngày mình nói mặc đồ ngủ lên show mặc cái đầm dài, nhưng mà ngồi không thấy được cái đầm dài, chỉ thấy được khúc trên thôi, nó sân thân mặc đồ ngủ lên show. Trời ơi, lần nó mất cỡ vậy là Thi Nguyễn Linh Trang. Thì hôm nay nói chung là lượng view mình cũng được lên cao, thì Trích Xà với Ngân hôm nay chia sẻ về cái vấn đề những gì mình không nên làm trong tiệm nail. Cái này là thu thập kinh nghiệm về những theo những người chủ, những người khách nha. Thật sự Trích Xà hỏi khách nhiều hơn là hỏi chủ tiệm và thợ, tại vì cái này là những cái ý kiến của những người khách vào tiệm của mình, nhiều khi họ bất mãn họ không nói mình nhưng mà họ không trở lại nữa. Thì Trích Xà có dịp là liên lạc được những người khách và những người mà Trích Xà biết để hỏi những cái gì mà bạn không hài lòng với khi vào tiệm nail Việt Nam, thì họ cho chú Sà với Ngân và ý kiến, và trong trong đó cũng có những ý kiến của chủ và thợ mà Ngân liên lạc được, chú Sà liên lạc được. Thì hôm nay chia sẻ cùng với mọi người để mình có thể làm cái cách phục vụ của mình và cái tiệm nail mình tốt hơn để không có bị mất khách. Thì thật sự đây là những cái điều mà khi mà Ngân nói chuyện với những người thợ đó, thì Ngân cũng có hỏi là nếu mà làm trong môi trường tiệm nail thì đương nhiên là đông người thì sẽ có những cái mà mình không vừa ý người ta làm. Thì những cái nào mà chị cảm thấy như là người chủ làm mà chị không có được vui, mà chị không có muốn nói ra gì, sợ như nhiều khi nói ra thì nó thành ra chuyện, cho nên họ cũng âm thầm mà để trong lòng thì lại không vui. Giờ cũng một số chuyện mà người chủ họ cũng thấy người thợ làm cũng gọi nhiều khi chướng mắt mà không dám nói ra, sợ giận thợ bỏ đi thì lại không có thợ hay là kẹt thợ này kia. Thì hôm nay mình sẽ đem những cái này ra mình chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm người chủ cho người thợ, để cho chủ có thể rút kinh nghiệm rồi cùng hiểu nhau để ăn lễ cho ngon, ăn thứ gì cho ngon. Hello Tina, hello Thảo Lâm, hello Mary and Tiết Nga, chào mọi người mới vô sao nhé, chào anh Sunny. Mọi người nhớ share video này ra giúp cho em và chị Thúy Sa nhé. Vậy là bây giờ mình đã nói về thợ thì chủ trước đi. Em sẽ bắt đầu với người thợ trước đi. Thợ trước hả? Dạ. Sao vậy, sao nói thợ trước vậy? Thợ complain nhiều hơn chủ hay chủ thì complain nhiều hơn thợ? Tại vì người thợ, em thì em lại có một cái câu mà chị Thúy Sa nói với em thấy rất là thích. Người chủ là cái xác, còn người thợ là cái linh hồn của cái tiệm. Thì mình phải ưu tiên cho cái hồn chứ, không lẽ muốn cái xác không có hồn thì đâu có được, đúng không? Cho nên mình ưu tiên cho cái hồn của mình nó đẹp, tự nhiên cái xác của mình nó đẹp. Cái xác không có hồn là người khùng khùng với em. Dạ, giờ mình ưu tiên cho cái hồn trước nha, là người thợ. những cái mà người thợ không có nên làm để giữ cái professional cho mình, cũng như là mình giữ cái hình ảnh cho mình trước,
rồi mình giữ khách cho cái tiệm hoặc là mình build khách cho cái tiệm luôn. Anh Taylor nói là anh không biết làm nail, không biết tại sao vô đây nữa. Anh vô đây kiếm ai? Anh Taylor là người bạn rất là lâu của Trisha, cũng không có làm nail, nhưng mà quen biết bạn nail nhiều hơn anh Taylor. Vậy anh share cái video cho bạn anh biết đi, anh không cần làm nail, ngồi đen tám em cũng vui vậy. Thank you Cherry Nail. Happy Thanksgiving hai chị. Dạ thank you. Hi Louis. Rồi bây giờ nói về người thợ thì nó nói là khi mà mình đi làm trong tiệm nail thì tới bây giờ là tới lúc mà nghề nail của mình nó cũng thay đổi tương đối rất là nhiều. Nhiều người chia sẻ nói là bây giờ đi làm nail cảm giác là mình tự tin để mình nói mình là một người thợ nail. Tại vì cái ngành nail của mình nó khác rồi. Hồi xưa mình làm thì nhiều người nói là cái đó là thợ nail cho nên có giống như là họ coi thường. Còn bây giờ thì cái ngành nail của mình có rất là nhiều những người nghệ sĩ, những người làm về nghệ thuật rất là đẹp, cho nên mình tự tin khi mình nói mình là người thợ nail. Thì cái đầu tiên của mình phải làm đó là mình phải ăn mặc làm sao cho sạch sẽ lịch sự. Khi người ta nhìn vào mình làm nghề nghệ thuật thì trước tiên mình cũng phải sạch sẽ lịch sự để thấy được cái phần nghệ thuật đó trong mình trước đã. Em nói sao chứ thợ nail, người nail mình, ngành nail mình lương cao hơn lương kỹ sư đó em, lương bác sĩ đó em. Còn nhiều khi cái đó là cái phần rất là may mắn của tất cả những người thợ nail đúng không chị? Tức là we proud to say we are nail professional, không phải là nail technician mà nail professional. Thì ý của Ngân nói là người thợ thì không nên ăn mặc xề xòa. Đúng không? Cái giờ mình đang nói chuyện không, đúng không? Là không nên ăn mặc xề xòa. Ăn mặc sao mới là chính đề? Cái ăn mặc lịch sự ở đây là ví dụ như bây giờ chị đi tới một cái văn phòng nào đó, chị làm đi tới cái văn phòng nào đó, văn phòng bác sĩ hay là một cái khu vui chơi giải trí nào đi, chị muốn nhìn thấy người nhân viên họ mặc ăn mặc như thế nào để tiếp chị, thì chính bản thân mình cũng nên mặc như vậy để mà mình đi tiếp với người khách hàng của mình. Chị có muốn đi vào cái chỗ mà cái khu mua bán mỹ phẩm thẩm mỹ đi, chị đi mua phấn son mà chị vào đó nhân viên mang dép lào đi ra mặc quần ngang đầu gối rồi mặc cái áo thun ba lỗ bình thường, hay là những cái đồ nhìn nó không có sạch sẽ lắm, không có chuyên nghiệp lắm, hay là không có mỹ thuật gì hết đi ra tiếp chị, thì chị cảm thấy như thế nào? Chị có tin tưởng để mà chị đưa cái mặt người ta cho người ta trang điểm hay là người ta chọn sản phẩm cho mình không? Thì mình đặt cái cảnh giác mình vô cái đó để mà mình ăn mặc làm sao mà khi mà người khách họ nhìn mình họ cũng tự tin để họ đưa cái tay họ cho mình. Hi chị Cindy, hi Tina, hi Louis, and chị Tina share giùm tụi em là cảm ơn chị nhiều. Hi Louis, help us to share the video too. Hi Trang Nguyễn, Kim Lê, and chị Rose, chị Huệ, nếu em biết chị Huệ cũng lên live coi show tụi em ha. Ok, tại vì khi mà em nói là ăn mặc không nên ăn mặc xề xòa, ăn mặc bê bối bê bát, nhưng mà ví dụ như khả năng chị có thể trói lúc như vậy thôi, không có sang trọng nhưng mà miễn sao sạch sẽ là được rồi đúng không? Dạ, yeah, cái quan trọng là cái lịch sự sạch sẽ của mình. Còn cái sang trọng này có thể là mỗi người nhìn với cái ánh mắt khác nhau. Bây giờ chị hỏi nha, có nhiều cô đi làm mang cái dép là xẹp mặt hoặc một tà lõm mặt khoác cái áo uniform của tiệm vô thì sao? Cái dép thì ok, nói về cái phần dép, nếu mà mình mang vậy, một đôi dép chứ đã quần short chứ đã. Bây giờ ở trong em không biết chị mặc cái gì. Nhưng mà chị khoác cái áo uniform của tiệm vô là chị đã có phần là cũng lịch sự rồi. Dạ, cho nên cái phần uniform nó cũng quan trọng là nhưng mà đó. Nhìn xuống mặt tầng quần short thì sao? Nhìn xuống mặt quần short hả? Thật sự nói về cái quần short thì nó phải ngắn hơn chiều phải thôi. Thường trong em không biết mấy anh chị như thế nào, em thì tiệm em có dán á, em có để cái thông báo á là không có mặc quần short ngắn quá đầu gối. Tại vì nhiều khi mình ngồi mình xuống mình làm pedicure thì rất là kỳ nếu mà mình mặc cái quần ngắn quá. Rồi dép thì nếu mà có mang dép kẹp cho mùa hè, mấy đôi dép kẹp á thì nên sơn cái móng chân, hoặc là nếu mà ai không thích sơn móng chân thì cũng nên cắt để clear cho nó sạch sẽ. Đừng có để cái móng mình nó dài, rồi thường móng chân thì nó dễ bị vàng lắm. Rồi nhìn không có nước sơn thì đối với có một lần á em làm bận quá, cuối tuần đó lễ bận quá, cái em mới không có sơn móng chân. Thì cái ngày đó cũng là cái ngày off của em không có ra tiệm làm. Em ghé ngang tiệm em drop off cái supply thôi. Thì cái cô thợ Mỹ trong tiệm của em á, cậu mới nhìn cái chân em, cậu cười, cái em nói là sao cười vậy, cái nó nói sao mày đi ra đường mà cái chân của mày không có nước sơn vậy mà mày chịu nổi vậy, trong khi mày là tiệm làm ở tiệm nail.
Rồi cái này mình lúc đó thì mới rất thấy rất là ngại khi mà Si nói như vậy, thì Si góp ý cũng rất là đúng. Khi mình làm trong tiệm nail thì mình khách hàng họ sẽ chú ý tới mình lắm, bàn chân bàn tay đúng, dạ, mình bàn là tay người bàn đại chân. diện. Nhưng mà nhiều khi tay chân mình, cái tay mình thấy ghê thì họ cũng thông cảm, là tại vì mình bận rộn một thời gian làm đẹp cho họ, nhưng mà tiệm list mình giữ sạch sẽ, không cần phải đẹp mà giữ sạch sẽ đúng không? Anh Phong Vũ nó thành không mặc quần Có nghĩa ý chị nói là mặc cái uniform vô mà mặc quần Ồ đúng rồi đúng short rồi. Còn Trang thì nói là giống cô Ngân trong kịch Người Khách Lạ không? đó. À, nãy em cũng định nói đó, em nói là nếu mà mấy anh chị nào mà có coi qua cái kịch đó của em, chị Trích Xà đóng rồi đó, thì đừng có bắt chước theo Ngân mà để mang đôi dép kẹp và mặc cái quần ngắn ở trên đầu gối để đi làm, còn đi sạch 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 nó nhìn rất là kỳ. Tại vì cái cách ăn mặc của mình đánh giá con người của mình. Dạ. Nếu mà mình sơ được 1 tiếng đồng hồ average là mình 20 đồng đi 1 giờ đi, tại vì chị đang nói là average thôi, mà mình dress up nó dơ giấy, nó không sạch sẽ, nó không có professional, nhất là những cái anh hút thuốc lá tay chân vàng rồi nghe một thuốc lá thì chắc rằng cái này chuyện nhỏ, cái vấn đề nhỏ thôi. Có nhiều khách không muốn mấy anh làm mà tại vì nghe mùi thuốc lá tay. Dạ. Thì mình cũng nên tế nhị là khi mình hút thuốc lá xong mình nên mình vô mình rửa tay trước, rửa tay xà bông lại, tại vì cái mùi thuốc lá có những người ta chịu nọ được nhưng không chịu được, cho nên cái vấn đề đó mình cũng phải cẩn thận là mình Nhưng phải. mà khổ cái là mấy anh hút thuốc lá thì thường mấy anh nghĩ là thuốc lá thơm, cái đó mới là cái quan trọng. Giống như mùi sầu riêng, có nhiều người nói thơm, nhiều người nói thúi thì sao, có Dạ. nhiều khi cần thích mà người khác không thích, thì cái đó là cái ý kiến chung. Là có những người khách họ nói là tôi không muốn cái anh đó làm. Chị hỏi tại sao vậy, đi làm đẹp mà nó da dùng cái tay quá, quên nguồn thuốc lá quá, tại vì muốn nổi đó. Cái đó là Dạ. cái phần nhỏ, một người mất khách của mình, cho nên nhớ mình rửa được cái tay của mình cũng tốt cho Dạ đúng rồi, cái đó rất là quan trọng. cái thứ hai mà quan trọng nữa là cái customer service. Cái này Dạ. nói chung giữa chủ và thợ luôn. Em có thấy trường hợp mà ví dụ như em đang vô cái tiệm em mua đồ hay là em đi ăn đi, mà tiếng ba bốn người bu lại em, có can I help you, may I help you, what do you need to do? Ba bốn người thì em có thấy cảm thấy thoải mái, có thấy comfortable, hay là em có thấy nó professional không, hay là em chỉ muốn một người tới đại diện hỏi hỏi em tên gì, khỏe em khỏe không, em cần làm gì? Em thấy nếu Nếu mà ba mà bốn người bu lại có mình chuyện bước không? vào mà ba bốn người đang ngồi rảnh hết á, mà ba bốn người chào mình giống như hai thì như vậy thì Nó nó ok. friendly, nó Còn friendly. nếu mà bước vào rồi ba bốn người mà ọc lời đó là em không biết vụ gì, em phải canh Ghê cái vậy, nó được đem tiền gì nó sẽ canh góp không tại hề. vì mình cái này cái cảm giác thôi. Tại vì khi mà mình vào đúng là mình niềm nở với khách, nhưng mà khi mà mình thấy trong tiệm có một người nào đó đại diện bước ra rồi đó, ví dụ như em với chị cùng C2 đi, tại mình thấy khách vào thì mình C2 một lần thì nó cũng tạo cho người khách cái thiện cảm là thợ trong tiệm này ai cũng niềm nở đi đón chào khách. Nhưng mà khi em thấy chị đã bước chân tới trước để mà hỏi cái người khác rồi cần cái dịch vụ gì hay là cần màu nước sơn nào đó, thì ok em sẽ để cho chị tới, nghĩa là nên để một người thôi, đừng có hai ba người tới rồi hai người hỏi khách được thì làm sao khách trả lời, thì như vậy nó cũng không có chuyên nghiệp ra lắm. Dạ. Bu vô một lúc thì cũng không tốt, mà không ai trả lời cũng không tốt. Dạ đúng Tại rồi. nhiều khi á, giống như chị thấy trường hợp rất là nhiều khi người khách bước vô tiệm, mà ví dụ đến phiên thân của Ngân đi, mà Ngân đang bận sau lưng rửa ăn uống hay rửa tay rửa chân gì á, khách vô là người khách hàng của Ngân hoặc là chị đó khách hàng đi, thì đến phiên chị đang ngồi đó, chị đang ngồi chị chơi, khách vô chị nói ồ khách chắc mình chị làm lơ, cái đó là điều tối kỵ không nên làm. Mặc dù không phải là khách của mình, nhưng mà cái hai cái smile, tại vì mình không bao giờ biết là sau này ví dụ cái ngày đó Ngân đi vacation Ngân off đi, Dạ. thì có thể chị sẽ là người làm người khách đó. Dạ đúng rồi. Cho nên khi mà cho dù không phải là fan của mình hoặc là không phải là khách hàng của mình, thì một nụ cười, một cái say hi tế nhị mình chào người khách đó cũng là một cái điều rất là lợi ích. Tại vì khách lúc nào họ họ người Mỹ họ thích cái feeling, cái welcome, Dạ. họ tới mà lịch sự mình chào đón họ niềm nở, họ rất là thích. Chứ thứ nhất là nhiều người chào hỏi quá mà bu lại quá để họ cái service thì họ cũng không thoải mái, mà không có ai để ý tới họ thì cũng không tốt. Thì nên là chị phải có một người đại diện như là manager hay chủ, còn nếu không có ai cũng bận hết thì một người nào đó bước tới hỏi khách say hi trước, đầu tiên là hi rồi hỏi là may I help you. Dạ đúng rồi, giống như chị Phía Xà vừa nói đó thì cái này em cũng dẫn luôn cái ví dụ của một người cái chị chủ cũng là khách hàng của Nail Job, thì qua cái khảo sát đó thì chị cũng cho cái ví dụ á, chị cũng nói là thợ tiệm chị có thợ người Korea, cho nên chị nói là thợ Korea họ rất là nhẹ nhàng với khách, phong tục cúi đầu chào là của xứ Korea giúp họ làm vừa lòng khách rất là nhiều.
đó là chỉ mới là về cái chào hỏi lúc đầu thôi. Còn thợ Việt Nam vừa chảnh vừa tự ái không vuốt ve khách lắm đâu. Cái này là em đọc nguyên văn của một người khán giả cho ý kiến. Tại sao lại chảnh? À, cái em không hiểu thì cái này là em đọc cái nguyên văn thì nhiều khi cũng nói là giống như chị nói đó, em biết cái đó người khách đó là người khách của chị, biết người khách của em cho nên chị cũng nghĩ ok thôi, không thèm khách đó, khách đó của Ngân không thèm, thì cũng như vậy mình làm cho người khách họ cảm thấy là họ không có comfortable lắm, họ có thể họ tới cái tiệm đó vì cái người thợ đó thôi, chứ họ mấy người khác họ không quan tâm, nếu mà người thợ đó ngày đó off hay là leave vacation là coi như họ không tới tiệm nữa đó. Vậy cũng như vậy, chủ quan trọng để ý vấn đề đó nha, tại vì như vậy cái threat của mình rất là cao, có nghĩa là cô thợ đâu còn nghĩ là cái người khác sẽ có cơ hội nghỉ rất cao. Chị nhớ cái những cái show trước chị Ca thì là những người đã có kinh nghiệm run rất là nhiều tiệm và rất thành công. Chị Ca thì có chia sẻ là cái relationship giữa người chủ và người khách rất là quan trọng hơn cả giữa người thợ và người khách. Tại vì thợ họ sẽ nhảy được nhưng mà mình chủ là mình trụ cột cái tiệm, mình không bỏ được. Thì nếu như mình có relationship giữa chủ với người khách thì đó là cái điều 50% mình nắm chắc trong tay là mình vững rồi, Giữ được khách. mình giữ được khách rồi. Còn ngoài ra những người khác á, thợ mình á, họ nice hay không nice á, thì cái chuyện đó là khách nó cũng không quan tâm lắm, nhưng mà chủ mà phải nice với thợ với khách, chứ Với chủ khách mà là không chưa nice được là chứ không thì. được. Anh Kevin Lee, cái comment của anh bị đi lên, chị tạm dịch cái câu của anh ha. Ảnh phát hiện ra là cái vấn đề rất là nhiều người bị hôi miệng, phải không? Ý của anh vậy phải không? Em có thấy anh viết hồi nãy là đúng rồi, có những cái người nail khác bị hôi miệng, cái phần đó thì phải làm sao? Đeo mask vô. Thật sự cái đó là về cái vấn đề cá nhân, chính bản thân cá nhân mình thì mình vệ sinh cá nhân thì mình nên biết về cái vấn đề đó rồi. Như khi người ta cũng không biết mình bị nữa đó. Nếu vậy thì mình nên đeo mask, tại vì đeo cái đó thì nó bây giờ mình có bị ho miệng hay không nhưng mà nó cũng giúp cho mình không có phải hít liquid nhiều, mà không có hít liquid nhiều thì không có bị hai bờ giống như chiếc xà đó, xong tham thấy liquid nhiều quá hai bờ lắm, em cũng vậy đó. Rồi nói chung nó cũng giúp cho mình tránh được cái bụi, thì cái phần đó nó cũng tốt cho mình, cho Đó nên như nếu được thì mình nên đeo khẩu trang. chị Nguyễn nói là em luôn nghĩ vậy, dù khách của em của ai mình vẫn tiếp khách đàng hoàng, biết đâu sau này khách là của mình, giống như chị nói hồi nãy cũng đúng. Cho em Nguyễn nói là em thấy nhiều trường hợp xảy ra này, trường hợp này xảy ra ngoài tiệm nhưng chắc không ai dám góp ý. Cảm ơn hai chị mạnh dạn góp ý cho mọi người, nhiều khi họ không biết họ ăn mặc đối xử sai. Tại vì nail job đại diện cho tiếng nói chung, mình không có phe nào hết, không có chủ cũng thợ, cho nên nhiều khi ở trong này mình không sợ đụng chạm ai hết, tại vì chủ và thợ trong như là một cái gia đình rồi, mình đang làm cái in ra một cái group rồi, thì mình muốn là góp ý chung cho mọi người hết. Có như thợ có những cái muốn nói chủ mình nói không được, những người chủ muốn nói thợ không được thì mình nói chung với nhau để mình cùng Chị trao Tuyết đổi. Lê nói là mình thường hay chào khách dù không phải khách ruột của mình, nhưng mấy thợ khác nói mình đừng làm vậy vì sợ bị thợ ghét. Thật sự cái chuyện nếu mà người ta ghét, mình cứ chào hỏi về cái lịch sự của mình cái lời chào nó cũng có mất, thì mình cứ làm những cái nào mà mình cảm thấy cái trách nhiệm của mình nên làm, và mình làm cái đó để người ta thấy được cái chuyên nghiệp của mình thì mình làm thôi. Còn nếu mà người khác họ ghét thì có thể là họ chưa hiểu hoặc là họ có một cái suy nghĩ gì đó không có thấu suốt, thì mình nên làm cái nào mình nên thôi chị, chứ mình không phải là mình giành khách, mình chỉ là chào hỏi để mình giữ cái khách đó cho cái tiệm, thì khi khách đó giữ cho tiệm là income chung, không có gì mà phải sợ người ta ghét hết á, tại vì để làm cho ai cũng thương thì chắc cũng hơi khó, cho Cảm nên ơn. nếu mà ai hiểu lầm ghét thì cũng không sao. Well, thank you chị Mary. Ok, bây giờ mình đừng sợ người ta ghét mình. Bây giờ mình chỉ nghĩ đi, mình làm cái tiệm đó có nghĩa là mình chung một một con thuyền rồi, mình chung một cái bốt rồi. Thì cái tiệm mình đó mà đông khách đông thợ, đông khách đó, thì mình cũng có thêm income. Bây giờ đừng có vì cá nhân, ví dụ mình cá nhân mình sợ người ta lấy khách của mình cứ ôm người khách đó, tại vì khách sẽ đi, họ đến họ đi, khách này mất mình cái khách mới vô, mà mình cứ sợ người khách đó và người ta say hi nhảy nó qua. Nếu mình làm giỏi thì không phải sợ vấn đề đó, Đúng rồi. đúng không? Mà người ta say hi nhưng mà ta nói ừ nhỏ làm xấu đừng tới mình muốn tới tao, cái là khác. Còn này ta say hi thôi mà, đúng không, cười thôi mà, cười cũng có Hai tội nữa. hai chị Cười Holly thôi. Lê, hai chị Loan Phan, hai chị Kim,
Mấy anh chị ở trên đây, cái này là tất cả những cái ý kiến chung mà em chị Trúc Xà gom gom nhặt được từ những người thợ và những người chủ. Thì nếu mà mấy anh chị nào có ý kiến nào mà thấy mình không nên làm trong tiệm nail đó, thì mấy anh chị cũng cho cái ý kiến chung để em chị Trúc Xà có thể đọc lên chia sẻ với mấy anh chị khác mình rút kinh nghiệm để cho cái tiệm của mình nó tốt hơn. Để cho mọi người là ai cũng vui hết, không có đi làm mà buồn nữa. Ok, JV Nail nói là có người bị hoai miệng vừa làm vừa nhai gân thấy mất lịch sự, không dám nói. Nếu chị là chủ thì chị có thể góp ý là mình ngậm gân, mình nhai được chứ đừng có làm cái noise, làm có tiếng chẹp nó mất lịch sự. Còn mình nói mình ngậm trong miệng, mình nhai nhỏ nhẹ thì ok. Cái đó cũng hơi bị tế nhị, cũng khó nói. Chẳng lẽ nó ăn cái miệng thôi, nó ăn gom đi, anh ăn gom nhẹ nhẹ, đừng có ăn gom cũng khó nói đúng không? Rồi cái qua cái điều thứ ba mình không nên làm nữa là bị nhiều lắm đó nè. Dạ, tránh trò chuyện với đồng nghiệp trong lúc làm việc bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Cái mất lịch sự nhất là cái phần tiếng Việt, cho nên nếu mà mình tránh được cái phần tiếng Việt mà trò chuyện với nhau thì càng hạn chế càng tốt. Hoặc là ngay cả có nói bằng tiếng Anh nhưng mà mình tránh hạn chế nói là về cái phần cá nhân mình. Ví dụ như là em chịu chiếc xà em ngồi làm cho khách đi mà hỏi hôm qua chị đi chồng chị đi chơi vui không, đi đâu chơi, hay là cuối tuần hôm qua chị đi shopping có mua được gì nhiều không, thì mình nói về những cái vấn đề cá nhân với nhau trong khi mà mình đang làm cho khách, mặc dù là nói tiếng Anh nhưng mà cũng làm cho người khách đó họ không có thấy thoải mái lắm. Thì người ta tới nhiều khi thứ nhất là người ta cũng tới relax, thứ hai là đôi khi người ta không muốn nghe chuyện cá nhân của mình làm cái gì nữa. Nói tiếng Việt là đề sai, mà nói về cái personal life của mình là càng sai nữa. Bây giờ mình cứ tưởng tượng đi, mình đi tới một cái tiệm tóc mỹ trắng ví dụ như đi, mà cái tiệm tóc không phải mỹ trắng, người mễ đi, rồi hai người hairstylist ngồi cắt tóc với nhau, mà mình ngồi là mình là người ngồi ở đó, mình là người khách, mà họ nói tiếng Spanish hay không, mà họ nói toàn là tiếng Spanish mình đã khó chịu rồi, mình không có hiểu. Còn nếu họ nói tiếng Anh đi chăng nữa mà họ nói ở cái chuyện là chồng con, cái chuyện là ở nhỏ này nhỏ kia, mà lớp mình on the side là không có tôn trọng mình, tại vì mình ngồi đó mình hiểu người ta nói gì nhưng mà mình không có liên quan gì tới mình hết. Thứ nhất là cái service của họ sẽ không được 100% tập trung như mình. Thứ hai là mình cảm thấy mình là người bị left over, cũng như là người ngồi đó không biết làm cái gì. Thì hạn cho dù nói tiếng Việt hay là tiếng Anh đi chăng nữa cũng không nên nói về cái personal life hay là nói về cá nhân của mình mà không có liên can gì đến người khác. Lâu lâu mình có thể mình nói chuyện với khách, có nhiều người nói tiếng Việt cũng được mà lâu lâu chêm một câu tiếng Anh vô để họ biết là mình không nói họ, cái đó nó cũng hơi kỳ. Giống như chị cảm thấy nó bị annoying, mình ngồi relax hay mình ngồi làm tay mình đừng có nói lại nhã nhã, mình không hiểu nói gì. Mà nhiều khi còn nhiều người để cái bluetooth vào tai đó tiếng nói điện thoại trong điện thoại nữa. Cái đó càng hạn chế nữa. Nói phone như điện thoại, còn như để FaceTime nói chuyện với con, nói chuyện với chồng, nói chuyện với bạn á. Nhiều khi họ để cái bluetooth mình đâu có biết là họ đang nói chuyện với ai đâu, khách hả? Mày nói gì vậy? No, on the phone. Mà đặc biệt là khi mà đeo cái tai nghe vào là mình nói chuyện ồn lắm, tại vì mình không có nghe được các âm thanh bên ngoài. Nhiều khi mình đeo hết hai cái đó vô là mình nói ồn, mà ở ngoài mình nghe bất ngờ luôn. Chỉ có con thợ ngồi coi phim hài, ngồi làm khách coi phim hài, để vô lỗ tai coi phim hài, tao lo ngồi cười mình, cười khích lên khách nói what's wrong, cái đó là bất lịch sự. Giống như mình không có tập trung được, mình làm cho khách và mình cũng làm cho người khách cảm thấy mình không có tôn trọng họ. Cho nên hạn chế, đừng bao giờ mà trò chuyện với đồng nghiệp trong lúc đang làm, dù tiếng Anh tiếng Việt, mà nhất là đừng bao giờ nói chuyện điện thoại khi mà ngồi khách với mình. Họ muốn, thứ nhất là họ giới hạn với mình, hoặc họ tới họ muốn cái service được trọn vẹn, họ không muốn mình bị chi trí hay là bị chi phối những cái vấn đề khác. Thứ hai là họ cũng cảm thấy là mình có quan tâm, giống như mình có thể hỏi về công việc của họ, hỏi về cuộc sống của họ, hỏi gì mà đừng bao giờ nói về những người khác hay là những chuyện khác ha. Có một, em thấy có một cái comment dài lắm, chị có muốn đọc không? Chị Trang Nguyễn phải không? Katarina. Em cũng làm nail cho cô mình nhưng cô không truyền đạt những kinh nghiệm nghề cũng như kinh nghiệm đối với khách. Chỉ khi nào em làm không được thì mới giải thích. Coi hai chị cảm thấy học hỏi được nhiều hơn. Cảm ơn Trang Nguyễn. That's the whole point we're here. That's the whole reason why we're here. Cái đó là lý do tại sao Ngân với Trisha đại diện cho Nail Job để mà ngồi đây chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Đúng rồi, cả lúc làm spa pedicure cũng không nên nói chuyện.
thậm chí điện thoại á mình cũng không nên nên để điện thoại tiếng rang quá lớn nữa, chỉ để vibrate thì tiếng rung thôi, tại vì khi mà giống như họ đang ngồi lát nhắm mắt là thì điện thoại rang tới thì họ giật mình, thì khi mà làm cũng không nên để cái điện thoại quá lớn nữa. Không nên có điện thoại kế bên, thứ nhất là tránh trường hợp rớt xuống nước lúc để điện thoại, thứ hai là khi gọi personal thì nó cũng hơi bị tế nhị chút xíu. Hai chị Bích Phạm hay Chi Phan, và cái phần này thì có thể là một số tiệm bị, em không biết là khi em nói ra tới phần này có anh chị nào đang trên live bị cái vấn đề này không nha. Nếu mà những cái tiệm nào mà không có receptionist á, mà người chủ tự lấy tiền, ngồi ngay chỗ cái thùng tiền để mà tự lấy tiền thì có thể là bị cái vấn đề này đôi khi. Đó là em đọc nguyên văn của một chị chủ chia sẻ là khách đang dang dở nói chuyện với chị, thợ đem tiền lên đưa xỉa ngang qua mặt không thèm nói excuse. Có nghĩa là giống như là chủ chiếc xà là khách đi, em chủ chiếc xà đang ngồi nói chuyện với nhau, đang nói về cái nội dung gì đó, tự nhiên vô đưa tiền ngang cái mặt vậy nè, mình không nghĩa là không có nói tiếng nào xin lỗi excuse me hay là gì, chỉ đưa tiền ngang mặt vậy thôi, thì cái như vậy nó rất là kỳ, làm cho người khách người ta cũng đang nói mà mất hứng. Hi Cindy Mark, hi cô Julie, hôm nay cô cũng lên coi show của tụi con hả? Hello Tina. Chị thấy có một người nói, chị Tuyết Nguyễn nói là chị ơi thợ nói tiếng Việt nhiều, nghe nhắc mà nhỏ thì giận khổ lắm, bây giờ không nhắc chứ sao có cái thùng. Giống như ai mà nói tiếng Việt mà nghe nói tiếng Việt nhiều mà bị nhắc nhở thì bị phạt đọc, cứ ngày nào cũng phạt đừng bỏ vô cái thùng đó, cuối tuần dẫn cả đám đi ăn kè mua sao bớt. Đồng đâu có nhiêu đâu mà bảo đảm cuối tuần nhiều lắm á. Thế như là mình mà nói chuyện mà tiếng Việt á, mà trong lúc làm như khi một hai câu thì không sao, nếu như hỏi nhau một hai câu thì không sao, mà nếu mà carry nguyên cái conversation, nghĩa là nói nguyên cái câu chuyện dài luôn á, là ngồi tám luôn á thì bị phạt. Thì đó cứ tự ý đưa cái bóp kế bên bỏ tiền vô là được rồi, không cần phải nói khỏi giận cái gì hết, tại vì đó là cái quyền lợi chung của mọi người đều muốn là giữ cái khách cho tiệm mình, chứ mình mất khách tại tiệm cạnh tranh rất là nhiều. Cho nên cái vấn đề đó người thợ có giận cũng không được, cũng phải nên hiểu thông cảm, và chủ cũng bảo vệ quyền lợi chung cho tiệm mình chứ không phải như cá nhân chủ không. Chị Bình Lâm nói là không nên bấm điện thoại khi đang làm cho khách, đúng rồi. Có ai có ý kiến gì nữa không? Có ai có ý kiến gì để chia sẻ không? Chị Sơn Millington nói là họ nói tiếng Việt các chị trả lời bằng tiếng Anh một thời gian thì họ sẽ hiểu thôi, mà người khách cũng an tâm vì biết chắc là không nói về họ. Chị thường làm như vậy, và đúng là chị cái đó cũng là một phần, nhưng mà nếu mà mình là chủ thì mình cũng có, mình có thể là mình đưa ra cái nội quy luôn cũng được, tại vì cái nội quy đó ra là giúp tốt cho tiệm và giúp tốt cho chính cái bản thân người thợ, cho nên không có lý do gì mà mình ngại đưa ra cái nội quy đó hết á. Nhiều em cũng có nghe một số người người thợ đã từng làm chung với em đó là ngồi đi làm tiệm buồn quá, ngồi từ sáng tới chiều cũng được nói chuyện, ai cấm nói chuyện, đâu ai cấm nói chuyện, chỉ có là không nói chuyện trong lúc làm việc thôi, làm việc xong đi ra ngoài sau phòng ăn muốn nói nhiều nói, trời ngồi 8 giờ sáng tới chiều cũng được. Chị kể cho nghe chuyện này có thiệt nha. Hồi đó chú Sà làm ở trong mo, chú Sà có một cái cô cũng lớn tuổi rồi, cổ qua Mỹ lâu mà không có nói tiếng Anh giỏi, nói tiếng bồi không à. Chứ sao bực mình nói lần làm she vui tính lắm, kiểu như người Việt Nam mình niềm nở vui cởi mở, thấy mình thợ trẻ ngồi cái she mỗi lần chị làm ai là cứ bảo đứng cái cô đứng kế bên cứ nói nhìn làm gì vậy, ồ cá mập ha, ồ nhỏ này sao vú bự quá vậy, ồ nhỏ này đứng lại cho nhỏ này đi bồ với bồ mới ha, là she đứng she nói riết luôn á. Mà nhiều khi chị cũng bực mình nói thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà she nói là ánh mắt của she nhìn vô cái gì she nói, cái gì she nói, ồ bồ mới hả, hất mặt nhá, hay là nói gì. Thì nhiều khi á, khách không hiểu mình nói gì nhưng mà họ biết là mình đang nói họ. Thì chú Sà có nhớ cái show, cái hài á, cái ở trên TV show của cô Johnson hả? Em nhớ cái đó, chị không nhớ tên gì. Giống như cô TV đi, cô tên cái đó, cô là comedian. Cô tới cái tiệm nail mà cô ra giả giọng người Tàu đó. Họ làm hề về cái nghề nail của mình là Asian, nó giống như là complain là ngón tay của cô bị xéo, and then hai cô thợ no your finger crooked, xong rồi cô mà cô xẹt cô dũa, xong cô nói là bằng tiếng ngôn ngữ của cổ với người thợ khác, xong cô quay lại oh she said your eye pretty. That's happened a lot, đó là chuyện đó rất là nhiều, cho nên cho dù á chú Sà chỉ với cô cái bác cái chú Sà là chú Sà làm gì biết không,
câu nào cô nói tiếng Việt chú sẽ dịch tiếng Anh hết, cho dù xấu hay tốt hay là cái gì. Người khách có lần cô nói nhỏ này mới sửa cục ngực bự quá ha, chị nói lại liền, chị nói oh she just said you got your bước trên bước đến cái cô đó cũng quê, cô nói tại sao mày còn mày chạy mày dịch lại cho lãi gì nó thì cô nói thì nói gì đâu dịch lại thôi. Và từ đó sao cậu cô không dám đứng kế bàn của chị để mà nói tiếng Việt nữa. Gặp em cũng sợ chị luôn. Lần không dám nói nữa. Chị nè nói là phạt tiền kiểu đó cho thợ chửi rồi nghỉ luôn. Nếu mà họ không có chịu ngưng được cái đó thì em nghĩ luôn em nghĩ chắc cũng tốt cho tiền cho nên không sao đâu chị. Không phải ít đồng tao không nhiêu đồng có dạ, tại vì không cái này là ví dụ như mình nói là mình Angela Johnson thank you chiều chân chứ sao không nhớ lâu quá còn cái show lâu. Dạ nói về những cái phần mà ai mà không có biết tiếng Anh á, ở đây mình nói khi mà mình cần thiết mình có thể mình dùng tiếng Việt cho những người không biết tiếng Anh để mà mình nói, ví dụ nói chị Trisha cho em mượn chai nước sơn hay là mượn chai bê thì mình khi mà mình cần thiết mình nói thì được, chứ mình đừng có mình không phải là sử dụng trong cái trường hợp mà không được nói từ sáng tới chiều, không được nói từ nào mặc dù là khi cần thiết thì mình không được nói thì cái đó là hơi quá đáng. Mình chỉ nói là không được tám thôi, tại vì cái tám là cái mức lịch sự, còn trên năm hỏi về công việc một hai câu thì em nghĩ là nó ok không có gì hết á. Giống như họ ngồi làm trên họ đọc báo thì mình ngồi cạnh nhau mình nói chuyện nhỏ nhỏ cũng ok, nhưng mà mình cũng đừng có mà nói một cái câu chuyện nào quá dài, giống như mình ngồi mình tán lẩu với nhau, mình chỉ nói những cái gì ngắn ngắn thì ok. Họ cũng không, nhiều khi đó có những người khách thực sự là họ cũng không có care, họ không có care là mình nói tiếng Việt. Có những người khách chỉ hỏi cái vấn đề tiếng Việt, nói ngôn ngữ tiếng Việt trong tiệm nail có là problem của bà không, vì có những người khách nói I really don't care as long bà theo cho chị, nhưng chị dịch theo tiếng Việt là well, nói cái gì cũng luôn sao miễn sao họ làm tốt cho tôi được rồi. Nhưng mà mình cũng nên thấy là khi mà mình dành 100% công việc, cái thời gian của mình, cái giá trị đồng tiền họ trả cho mình dành thời gian mình thấy cho họ đàng hoàng thì họ cũng cảm thấy được special. Thì họ sẽ không có bỏ đi những tiệm khác thôi, hoặc là không có cơ hội tới những cái người khác thôi, đúng không? Tại vì họ tới chứ chị mà chị ngồi chị nói tiếng Việt street rồi làm sao em, họ ngồi họ đọc báo họ để ý em ngồi làm cái bên em vẫn cười im lặng em làm, thì họ sẽ muốn lần sau họ muốn tới thử em thương thử chị nữa. Yeah. Đó là cái cơ hội mất khách của mình cũng có. Dạ, yeah. Chị Trang nói là có một người thợ vừa thấy cô khách bước vô liền hỏi liền là cô có bầu hả? Người khách đó quay cô khách đó quay ra giận đi luôn. Dạ đúng rồi, đối mình hơi cái phần này mình hơi cẩn thận một tí, tại vì nhiều người người ta không có bầu mà nhìn cũng giống có bầu đó mà mình hỏi lộn người ta biết là mình hỏi vậy hay là người ta tự ái là người ta quên đó đi luôn. Giờ nói vậy cái đó là chỉ khi nào cho những người khách mà mình thân mình quen quá rồi, khách lâu năm của mình có thể mình nói chuyện với nhau, mình tâm tình với nhau thì mình hỏi được, chứ khách mới mà mình hỏi vậy kỳ lắm. Grunekias Selena nói là em thấy mỗi tiệm mỗi khác, chưa đúng là mỗi tiệm mỗi khác. Dạ thì nhất là đúng là mỗi tiệm mỗi khác thì đây là cái ý chung của nhiều cái tiệm gặp lại. Nhưng mà những cái tiệm mà có những người thợ kỳ cựu, những người thợ gọi là mid age, là từ khoảng chừng 40 đến 50 hoặc là trở lên, thì họ cái thói quen họ nói tiếng Việt nhiều, thì không phải là mình cấm nhưng mà mình hạn chế để mình giữ được lượng khách của mình bền hơn. Đó là một cái điều rất là cái thói quen của người Việt Nam mình, rồi mình không cấm được nhưng mà mình có thể hạn chế lại, nhắc nhở họ, ví dụ họ nói nhiều quá, họ nói lớn quá, họ cười thì mình là chủ, mình có thể là bớt bớt lại, nhỏ nhỏ lại chút xíu, chứ không có đừng có quá lớn, chứ mình không thể cấm họ tuyệt đối được. Chị Teresa nói là mình có thợ FaceTime để on trong tủ hả, để on trong tủ bàn all day, vừa làm vừa liếc phone vừa cười với girlfriend mà nói hoài không được. Nhiều khách cầm lên rồi không quay lại tiệm nữa mà Hi cũng không khe nên mình cho nghỉ luôn. Đúng rồi chị, đó là chị chấp nhận thôi. Tại là anh nó cũng tội nghiệp thôi, vì gái mất việc làm ha. Có tiệm khi không có khách thợ mà ngồi nói chuyện với nhau cũng không vui. Really? Đó là hơi bị khó rồi đó. Mỗi khách thì nói chuyện đâu xa đâu. Chỉ có cái là mình có cửa cãi lộn nhau thôi, chứ nói chuyện ok, không khách nói chuyện được không? Ok. Rồi bây giờ mình qua cái phần cái tiếp mình nên tránh đó, là tránh làm cái service cho khách mà không có báo với họ cái giá. Nghĩa là ví dụ như cái họ vào cái bảng giá của mình là 25 đồng một bộ full set thường,
nếu mà họ muốn làm design nữa, hay là họ muốn làm dài, làm coffin, làm gì đó, những cái móng mà đặc biệt mà mình chọn tiền thêm đó, thì ví dụ như cái giá 25 đồng là cái móng vuông ngắn thôi, còn móng coffin của mình thì mình tính thêm 5 đồng nữa. Thì cái đó khi mà khách họ đưa cho mình cái hình, mình biết đó là móng coffin thì mình phải nói cho họ biết cái giá, ờ cái này là 5 đồng nữa, mình phải báo họ trước chứ đừng có im lặng rồi mình làm rồi cuối cùng mình tính ra thành 30 đồng thì như vậy họ nói ủa tại sao cái giá 25 đồng mà hồi thành 30 đồng, thì họ nghĩ là mình gạt họ, cho nên mình không có nên làm cái dịch vụ mà không báo giá cho người ta trước. Hi chị Connie, hi Lý Phạm. Yeah, có nghĩa là ý của Ngân đó là khi mà nói chung là tốt khi mà mình sell service, có nghĩa là mình upgrade cái service lên, tại vì theo phần lớn là mình ăn chia, thì nếu mình làm được nhiều tiền, mình làm cái service được nhiều thì mình được phần trăm tiền nhiều hơn, thì phần lớn chủ cũng khuyến khích họ là nên upgrade cái service, nên dùng đó là mời khách làm thêm cái service. Cái mời khách không có gì sai hết, tức là cái điều tốt, nhưng mà mình nên nói giá họ trước. Tại vì có nhiều trường hợp á, khách bước vô đọc cái bảng giá là pedicure, cái spa deluxe pedicure 30 đồng đi, rồi ngồi xuống cứ nói là oh we have, mình có cái service mới, thì mình có nói tiếng Việt ha, mình có service mới là sea salt or that sea spa pedicure whatever. Cái người Việt mình có một câu là gì? It's very good, good for your skin, but không có nói là bao nhiêu tiền. Yeah. You know, like try it, very good, good. And khách nói là try, try là khác. Yeah. Có nghĩa là người khách có lỗi, có thể là họ không hỏi giá tiền của mình, đó là cái sai, tại vì không có, mình không có bảng giá của cái service đó. Nhưng cái sai của mình chính là khi mà mình mời cái service mà nó thử, Mỹ nó hay lắm, họ cho thử là free. Yeah. Chứ họ không tính tiền. Còn nếu mình muốn họ làm cái đó, mình phải nói giá trước, có đừng có mà làm xong rồi ra tính tiền hả? Thì sao thấy 50 đồng mà anh không nói ta, cái tôi thử mà không nói. Thì cái đó họ trả họ không có vui, họ sẽ không trở lại. Hoặc là nếu một trường hợp nó xảy ra thì chủ cũng nên khôn khéo, ok I'm sorry, bây giờ bà lỡ bà try rồi thì tôi giảm cho bà 200% của cái service ngày hôm nay, thì cũng là dịu người ta lại. Nhưng mà tất cả những cái service nào mình upgrade lên cái những gì người ta expect thì mình nên nói giá cho họ. Giống như sơn gel thêm, mình nói là bà làm gel đi, nó không có chip, nó last longer. Thì đương nhiên cái gì mà tốt hơn, giữ lâu hơn thì phải thông tiền rồi, thì người khách cũng expect cái vấn đề đó. Nhưng mà mình phải nói với họ là bao nhiêu tiền. Yeah. Giống như cái cô Angela Johnson, $5 more, I do for you $5 more. Cứ vậy đó. Rồi add on. Như vậy chị không thích cái phần này nè. Cái phần mà bảng giá ngoài tiệm bự thì bự, full set 20 đồng hay 15 đồng đi, có nhiều tiệm 15 đồng đó là cái giá tệ lắm nha. Để các bạn thay app của tôi full set 15 đồng, bắt vô mắt họ, họ thích, ồ 15 đồng vô, 15 đồng vô làm cái gì nữa. Sơn thì thêm 3 đồng. Thấp khó thêm tiền, cắt ngắn thêm tiền, cái gì mà cuối cùng không bao giờ mọi người khách trả 15 đồng khi đi ra hết. Cái đó là cái lừa đảo. Cái đó theo chị nghĩ đó là cái cheating của cái service, tại vì mình phải nên nói họ trước, chứ mình nói cái giá 15 đồng đó họ ra họ trả 25 đồng. Dạ, yeah. Cho nên là khi mà trong tiệm mình có cái bảng giá chính, rồi mình có những cái phần giá để add on lên, để mà mình có thể họ muốn add vô cái gì gel hay là những cái shape đặc biệt, thì mình có cái bảng giá add on. Nhưng mà trước khi mà mình làm thì mình báo cho họ cái giá chính xác là ở bộ món này nó sẽ là giá như vậy, để cho người ta hiểu trước khi mà người ta làm. Lan Thi nói là tiệm em lấy từ chủ cũ nên thợ cũ quen cái chuyện nói tiếng Việt khi làm việc, giờ em muốn thay đổi em phải làm sao để thợ đừng giận. Khi mà chỉ có một cái meeting chung thì mình đưa ra cái meeting chung với nhau, mình nói để mình đóng góp cái link, mình không phải là mình đưa cái luật cho họ, tại khi người thợ nail á họ không muốn bị áp lực, họ không muốn là mình phải bị kèm kẹp, tại vì họ là independent contract, hay là thì họ nghĩ cái gì họ nghĩ là mình cần họ, thì mình đừng đưa cái luật mà mình ngồi mình góp ý chung để mà mình tạo dựng ra cái tiệm mình nó more successful, nó có thêm lượng khách và nó có bảo đảm income, thì em nghĩ là cái vấn đề đó là thông cảm. Thì ví dụ như mình nhắc nhỏ nhẹ họ đâu đừng nói tiếng Việt nhiều và khách bớt khó chịu, thì nếu mà họ muốn lợi ích thêm cho mình thì họ cũng nên khắc phục vấn đề đó, tại vì người ta nói gian sơn khó độ là chính khó giờ, cái tập là không có bệnh thì uống thuốc trị được, chứ cái tập thì trị cũng được, thì cũng ráng, cũng phải nhắc nhở, mình cũng phải nhắc nhở nhỏ như thế nào. Hoặc là nếu như mà mình là chủ ha, mà hai người thợ đó không biết tiếng Anh hoặc ngồi đến việc suốt, thì mình tới mình nói chuyện người khách, tại vì giống như cái khi mà chị Cathy nói, cái relationship giữa người chủ và người khách rất là quan trọng. Thợ mình có làm mistake đi chăng nữa, mình là người chủ, mình tới mình nói chuyện với khách để họ không cảm thấy họ bị left over. Mình có thể bắt chuyện với người khách đó trong khi người thợ kia đang nói tiếng Việt cũng không sao, có là mình có thể xí xóa được vấn đề đó, mình có thể là tới mình bắt chuyện với họ để họ không cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Dạ.
Ồ, nãy em giờ em thấy mấy anh chị comment vô rất là nhiều. Hồi nãy có một cái nói là tại sao để giải thích với khách là tại sao cái móng dài phải tính tiền thêm và móng coffin shape lại tính tiền thêm. Thì cái phần này là em nói là nó cũng riêng tùy tiệm thôi, có tiệm thì người ta tính chung luôn, cái bảng giá chính của họ tính chung, còn có tiệm thì họ để cái bảng giá chính thấp rồi họ đưa cái đó qua cái phần add-on. Thì mình có thể mình giải thích với khách là vì cái coffin shape thì nó là cái shape design nó khó làm hơn và làm thì cái móng nó cần phải dài hơn, thì mình có thể mình giải thích với họ như vậy để mà mình tính tiền cho nó hợp lý. Biết chị nói rất là tội nghiệp, em không biết chị biết chị làm thợ làm chủ, có tiệm nọ chủ không cho nói giá với khách, khi làm xong khách complain mắc quá rồi chủ đổi thừa là tao không biết con thợ nó lấy mày giá đó. Em nghĩ sao Lý do tại sao không cho nó giá? mà làm xong mắc rồi cái khách complain cái đổi thừa thợ? Nếu như là người chủ có vấn đề, đơn giản thôi. Chị hỏi em gắn gọn lắm. Cái đó là người chủ có vấn đề, tại vì khi mà mình bước vào trong tiệm bây giờ, chị có thể hỏi là người chủ, bây giờ anh vô tiệm anh cắt tóc mà anh vô anh cắt tóc mà thợ không nói giá cho anh, hồi ra chào anh trên trời, anh chịu trả không? Hay là chị chịu trả không? Nếu mà chị chịu thì chị cũng làm như vậy, không ấy thì người ta đổ thừa, chị cũng chị là em người chủ, chị đi làm giống y chang vậy, người ta đổ thừa chị chịu không? Chị chịu thì em chịu. Cái đó là do một số người người Bây giờ cũng có một ta bây giờ mình bị nói vậy gì. không mình nói vậy đi chị đọc theo cái chị đọc cái viết chị thì chị cũng cảm thông được không đỡ, tại chị biết là có những người làm như vậy. Thì cái vấn đề mà chủ mà chơi đổ thừa cho thợ á, nếu mà chị biết kỳ đi, chị đang ở vị trí thế kệ, tại vì nếu chị đính chính với người khách thì chị sẽ mất việc làm và chủ sẽ còn vui, mà chị chịu đấm ăn xôi chị tức, tại vì mình là giai thợ thôi, mình để cho chủ nói gì nói thì mình cũng bị ấm ức. Thì mai mốt á chủ không có nói giá chăng nữa thì chị chuẩn bị trước khi làm, chị nói chị em làm cái này nha, chị nói giá cho người ta trước đi nha, hoặc là em có thể chị biết chị có thể nói với khách là nhìn bảng giá, hoặc là chị biết chị đưa người người chủ tới luôn, em làm cái này như đó tiền mắc không chị, ok không chị, được không chị, có nghĩa là chị confirm với người chủ trước mặt khách để họ không để thừa cho chị, đúng không? Nếu như mà người người chủ mà sau khi tính tiền ra bị mắc quá thì nào mà đổi thừa cho mình á, thì mình góp ý riêng với chủ, chị ơi em không thích như vậy, vậy lần sau mình chị có thể tập tìm phương án tốt hơn không, tại vì làm như vậy em cũng không có hài lòng. Thì có thể chị chủ và thợ có thể chuyện riêng với nhau, nhưng mà với chị làm chung thấy kẹt thì chú sẽ cũng thông cảm, nhưng mà mốt mình chơi chiêu đó là cách là mình confirm trước mặt khách luôn, trước mặt thầy chủ luôn. Có anh hồi nãy có đọc cái comment của ai đó là các bạn làm khách đao có lấy tiền không hay sao đó, mình thì lấy thêm một cái chú sạc không có đọc, em có lấy tiền thêm không, cách ngắn em có lấy tiền thêm không? Có, em thì em có tùy tiệm thôi, em biết mỗi tiệm mỗi khác. Em thì có, tại vì khi mà mình cắt ngắn thì cái shape của mình phải phải dũa lại, mà chị biết khi mà dũa shape lại thì nó mất thời gian nhiều lắm, cho nên đó là lý do tại sao mà em lấy thêm. Em không biết là anh Ok, chị thì theo như thế chị nào. nghĩ là tùy khu vực, tùy giá tiền, nhất là Mỹ trắng không nên làm như vậy, tại vì móng fill là móng phải dài ra, mà dài ra phải cắt ngắn xuống, còn nếu cái giá fill mình đã cao rồi thì mình không nên tính chuyện đó, tại vì theo nãy chị đọc là anh nó bị là người khách lên trên đó viết cái bad review, thì nên nên có nhiều tiệm khách đao 3 đồng nhưng mà chị thì không có, thì theo chị cho nói là tùy theo cái khu, tùy theo cái giá tiền của mình, nếu giá mình cao rồi thì mình không nên tính cái tiền đó họ. Ok, cái phần mà hồi nãy có nói về vấn đề mà ép khách service đó, nó cũng liên như một cái nữa là cái này quan trọng lắm, là chị theo nghĩ là bao nhiêu người cũng hay có cái tật cái vụ này là nói xấu khách, nói xấu khách là không phải là nói xấu với nhau chứ, chị em làm nói xấu cái bà đó là một chuyện sai rồi, mà còn nói xấu khách với khách nữa, cái đó là không phải chỉ thợ không nha, mà chủ và thợ luôn đều bị vấn đề đó. Giống như là người khách nó vừa đi ra, người khách này vô cái chân trời bà biết không, tôi ghét bà lắm, bả chuyên môn trễ, bả cho tiền tip kẹo, hay là cái vấn đề gì đó mình tâm sự với người khách mới của mình, thì mình nói xấu cái người khách mới vừa ra, người khách nói oh my god một lát nữa tôi đi ra không biết nó nói xấu tôi không, đúng không? Thì tuyệt đối không nên nói xấu khách với khách, coi như là
khách với thợ và khách với khách cũng không nên, mà thợ với khách không nên, thì đó không nên. Nói chung cái nào mà có phần nói xấu là không nên hết. Ồ, cái vụ hồi nãy em nói là ngồi rảnh ngồi tám được hay không á, chị cũng có cái, chị biết có cái vụ này là cũng bị nhiều lắm. Chị nêu mình mấy chị hay có tật làm gì, tảnh lãnh gì, gọi là chân tay chân tay, sân chân sân tay cho nhau, hoặc là ngủ trên ghế spa, hoặc là ngồi đánh bài, hoặc là coi phim. Cái coi phim mà ai khác điện thoại thì cái đó không sao, mình không có cấm người ta được, nhưng mà mình phải nói người ta phải đeo cái headphone. Còn cái vụ mà ngồi lên trên ghế pedicure mà tự sơn chân nhau, dơ cái giò lên sơn, khách vô cái ngồi trong đó hai hai bao nhiêu là cũng ngồi cúi xuống sơn, cái đó nhìn nó đẹp không? Nó rất là kỳ đúng không? Nhìn đẹp là để cái chân lên trên bàn thì nó rất là mất vệ sinh và mất lịch sự. Nha, yeah, đúng rồi. Ồ, chị nào nói là hai tuần, ồ chị Hoa Circle là nói là hai tuần tới đều đều không thấy tính tiền khách cao, đúng. Còn nếu đợi 4-5 tuần tới thì nên tính tiền khách cao. That makes sense. Hương Nguyễn nói tiệm okay. của chị có một người khách, mỗi khi cô ta vô chân làm chân có muốn mọi người phải im lặng hết, từ khách đến thợ, như vậy mình có không biết nói sao luôn. Bởi vậy trong tiệm còn nhiều người khác nữa. Cái cô này vậy thì mình có cái upgrade service. Hương Nguyễn, mình nên làm upgrade service cho cô ấy, và muốn nói cô ấy muốn như vậy thì cô ấy phải làm cái VIP pedicure. Có nghĩa là cái VIP là cái phòng riêng và không có ai làm phiền cô ấy. Nếu mà không có phòng đó thì ok, mình sẽ nói mình charge giá rất là cao. Trong 45 phút mà cô tới tiệm lúc đó là mình làm cái VIP service cho cô, có nghĩa là không có nhận khách hay là có cái phòng riêng VIP. Nếu không có thì thôi, mình làm kiểu này. Có nghĩa là mình sẽ chịu, nhưng mà với kiểu mình charge tiền VIP, có nghĩa là không có ai làm phiền cô ấy. Nếu có phòng riêng thì tốt, mà không có phòng riêng thì rất là khó, tại vì những người khách xung quanh làm sao mà mình kêu người ta không nói chuyện được chị. Cái đó là thà mất một người còn hơn là mất nhiều người. Có một người nói là cho em hỏi pedicure for cho đàn ông và đàn bà chênh lệch nhau 5 đồng, trường hợp như vậy mình phải giải thích làm sao với khách hàng. Khi mà tiệm chị đã đặt cái giá trên 5 đồng, chị đã có lý do tại sao chị đặt giá trên 5 đồng rồi, thì chị có thể nào chia sẻ tại sao chị tính thêm 5 đồng không? Thì ví dụ như tại vì đàn ông chân nặng nề hơn, khó làm hơn, hay là vấn đề gì, chị đã có cái mục đích của mình tại sao tính thêm 5 đồng rồi. Thì có những trường hợp này được bị nêu lên trên trang mạng rất là nhiều, đó là cái điều không đúng. Khi mình short tiền đàn ông thêm 5 đồng, họ có thể nói mình thêm cái vấn đề là không phải là kỳ thị mà là phân biệt. Thì cái tên 5 đồng có thể mình nói là tại trên đàn ông nặng hơn, nhưng hỏi là tôi đâu có sơn đâu, tôi đâu có sơn chân đâu, phải giảm tôi tiền đó. Thì cái chuyện mà tính thêm tiền thì mình phải cẩn thận cái vấn đề đó, tại vì giải thích như thế nào thì chứ là không tính thêm tiền đàn ông chứ là sợ không biết. Nail job nói haircut for woman mắc hơn men cut that cut too. Đúng rồi. No, haircut cho woman tóc dài hơn thì nó tính tiền nhiều hơn chứ haircut men, đúng. Nhưng mà chân của đàn ông với chân đàn bà chứ nó không, chân của ông dài hơn nên tính tiền thêm nhiều hơn. Chân này nó không lông dài hơn chân đàn bà thế nên chà muối nó to. Không, mình có thể nói là vì cái way hay là vì cái size hay vì cái vấn đề gì đó. Dạ. Thì mình nó có thể nặng nói hơn thì thường là chân đàn ông sẽ nặng hơn, thì mình làm nó phải dùng sức dùng lực nhiều hơn thì mình phải tính tiền thêm, thì mình có thể đưa ra cái lý do đó. Nhưng mà mình nên đưa nó cái bảng rõ ràng ở trên cái bảng để cho người ta biết đó. Cái vấn đề nãy chứ sao vừa nói là có nên là không nên ăn hoặc ngủ trên khu làm việc, bỏ chân lên bàn sơn móng chân khi trong khu làm việc, khi khách bước vô. Thì khi với khách vô á, một cái là mình bỏ xuống, một lát mình làm sao, hoặc là mình đợi mình có ai đó rảnh cho nó nhờ mình, chứ đừng bao giờ tự bỏ chân lên trên ghế mà sơn những cái mất lịch sự. Đem đồ ăn lên khu làm, lên trên những cái khu làm việc, những cái bàn làm việc, cái đó cũng là cái được cấm luôn á. Mình không nên, tại vì nó nhìn nó không có đẹp, khi mà mình ngồi mình ăn cũng không có đẹp đâu. Với lại cái đó cũng là cái luật cấm, cho nên mình nên chú ý cái phần đó. Ừ. Chứ nhiều khi ăn hâm đồ ăn, ăn cái gì mặn nồng nặc, cái đem lên trên tiệm ngồi ăn trước mặt khách, hoặc là ngồi ăn cắn một dưa trước mặt khách bập, cái đó cũng thấy mất lịch sự. Yeah. Mình ăn thì ok, mình né, hoặc là mình ăn cái góc nào đó mà họ không thấy. Họ đang ngồi bên bàn này, mình ngồi làm bên, họ đang làm bên này, mình ngồi chia, mình cắn một dưa, thế cũng không có lịch sự rất lắm. Là kỳ. Yeah. Một cái nữa là mình không nên, khi mà mình làm khách 11 người khách nào đó mà mình cảm thấy mình không có vui để làm, bởi vì những cái yêu cầu của họ khi nó nhiều quá với mình, hay là mình
mình cảm thấy không có thoải mái đó thì mình đưa cho người khác làm, chứ đừng có vừa làm rồi lầm bầm rồi mẹ này khó chịu, rồi mặt mày mình sừng sổ lên, nhìn ra cái vẻ không có vui á, thì người khách đó họ sẽ không thoải mái, là cái đầu tiên, có thể là họ sẽ không quay lại tiệm nữa sau cái service đó. Hoặc là những người mà người ta hơi dữ một tí, sau khi mình làm xong, nhiều khi người ta cũng làm khó mình á, phải chùi nó sơn sạch vậy, rồi phải giũa cái móng cũng đều này kia. Tại vì khi mà họ thấy mình bực là họ cũng không vui, mà gặp mấy người mà dữ dữ mà khó chịu là họ sẽ làm khó mình hoài. Cho nên mình không có nên tỏ cái thái độ hoặc là lầm bầm trong lúc làm việc. Chị Sunny, anh Sunny nói là Trisha, Sunny muốn hỏi ví dụ thợ nói chuyện sao với thợ cho khách có được không? Thợ nói chuyện xấu với thợ hay là sao? Là nói